Chị ơi, chị chào em nhé. Dạ vâng chị ơi, hôm nay em đến xem mua một chiếc xe để đi tập thể dục ý. Chị xem nào, giới thiệu cho em, tư vấn cho em một cái. Ok em nhé, nhà chị thì có em nhìn đây, chị có rất nhiều mẫu xe, có đầy đủ mẫu xe đã mua này, cho em tập trên xe ngang này, có cả những mẫu địa hình này, có rất nhiều mẫu xe này. Thì chị không biết là em muốn mua xe tay cong hay tay ngang. Em muốn xe mua tay ngang. À tay ngang ạ, thế em cao mét mấy chị tư vấn cho em nhỉ? Em 1m57. 1m57 thì em đi được rất nhiều mẫu xe này chị. Thế chị hỏi thêm một chút nữa, em muốn mua xe ở phân khúc khoảng bao nhiêu chị tư vấn cho em nhỉ? Tầm độ 10 triệu hơn được. À thế thì nhưng mà phải cố hình phải ngon. À thế thì em giới thiệu cho em. Nếu với phân khúc giá từ 10 triệu trở lên, một là em có thể tham khảo chị cái bản xe Sava tay ngang chị vừa mới về. Còn là mang tên là Sava E, Sava X9 G7000 này. Hai là em có thể tham khảo chị bản xe mang tên là Line CX600. Và tiếp theo có thể tham khảo chị bản xe mang tên là Chevro AK Pro. Bây giờ chị sẽ giới thiệu chi tiết từng bản một rồi em thích ứng bản nào có thể là lấy bản đó chị nhé. Giới thiệu cho em bản Sava đấy, sẽ bảo em thích bản này đấy. Con này đâu em? Vâng, ok em nhất. Có mấy màu? Con này mấy màu? Con này thì hiện tại chị đang có 4 màu và chị mới đáp sự được ra 2 màu, đó là màu trắng và màu xanh. Còn ngoài ra thì chỉ có màu vi nữa với lại màu đỏ đấy em ơi. Nhưng mà 1m57 em đi được đúng không? 1m57 em quá đẹp. Cái này là size 44. Size 44 này thì sẽ dành cho người có chiều cao từ 1m50 cho đến 1m68 thì ok em nhé. Con này mang tên là Sava X9 G7000 em nhé. Con touring tay ngang của Sava. Con này vừa mới ra mắt xong. Cấu hình con này đã trang bị một bộ khung sườn được làm từ chất liệu carbon Torite 800 em ơi. Carbon Torite 800 này. Dây đi âm toàn bộ trong khung. Ghi đông được làm từ hợp kim nhôm cao cấp. Ghi đông rất là rộng, đi xe rất là thoáng tay luôn. Và phụ đằng trước của con này sẽ là phục carbon của nhà Sava. Bộ đề số được đến từ thương hiệu Shimano RS700. Rất là cao cấp rồi. Và phanh thì sử dụng là phanh vành, bản phanh thì có độ chính xác cao, bền bỉ, hỏng hóc sửa chữa bảo dưỡng chi phí rất là rẻ, được đến từ nhà Techo đây mà. Và có trang bị trục tháo nhanh ở bánh đằng trước nên mình em có thể lắp đặt sửa chữa bảo dưỡng tại nhà rất là dễ dàng khi mình có sử dụng cái trục tháo nhanh như thế này. Vành của con này sẽ là vành nhôm 2 lớp 3,5 cm, lốp thì sử dụng lốp rất là cao cấp, đó là lốp của Continental Ultra Sport này, bản lốp rất là cao cấp luôn. Đường vân lốp rất là rõ nét, đi xe đảm bảo độ lướt cho xe và bám sát đường cực kỳ tốt luôn. Tiếp theo về bộ chuyển động con này thì chạy bộ chuyển động tận 2 món là của Shimano 1.5 G7000 cơ em ơi, bao gồm bộ đề này, chuyển đĩa này và chuyển díp được đến từ Shimano 1.5 G7000. Hai đĩa trước 11 tầng díp thả phía đằng sau, trục là trục rỗng, đùi đĩa là từ nhôm và đùm trước đùm sau thì đều là đùm nhôm và bi bạc đạn hết rồi. Cọc yên của nó thì là carbon em nhá, cọc yên carbon này. Chỉ có bàn này thì chỉ có là vành này với lại cổ lái cô tăng ni lông và nhôm thôi, chứ còn phụ đằng trước, khung xe và cọc yên được làm từ chất liệu carbon Torite 800 hết rồi. Đó đầu tiên em có thể tham khảo chị bản xe mang tên là Sava X9 G7000. Bàn này hiện tại đang có 4 màu, đó là màu trắng này, màu xanh, ngoài ra có màu ghi và màu đỏ nữa em nhé. Đầu tiên em có thể tham khảo bàn này. Và tiếp theo thì em có thêm sự lựa chọn nữa, thì em có thể tham khảo thêm chị bản này cũng mới về, rất là đẹp. Con này là mang tên là con Chevro AK Pro. Con này hiện tại chị cũng đang có 3 màu, là màu đây thì sẽ là màu xanh than, và tiếp theo chị có màu đen và có cả màu trắng nữa. Con này cấu hình của nó thì sẽ là trang bị full nhôm hết, nhôm bản này sử dụng là nhôm 6061 đây, nhôm rất là cao cấp rồi. Dây đi âm toàn bộ trong khung của trong tay lái đã rất là gọn gàng. Ghi đông thì được làm từ hợp kim nhôm chính hãng của nhà Chevro luôn. Bộ đề số là của Shimano Soza, đồng bộ 4 món luôn. Tay phanh thì được làm từ hợp kim nhôm đến từ nhà Shimano, bộ đề ấn xả. Phục trước chính hãng của nhà Chevro, phục đơ được làm từ hợp kim nhôm. Phanh thì sử dụng là phanh dầu thủy lực Shimano MT200. Vành nhôm 2 lớp của nhà Chevro và có trục tháo nhanh ở bánh đằng trước. Con này thì đồng bộ 4 món của Shimano Soza, bao gồm là bộ đề số này, đùi đĩa, chuyển đĩa và chuyển díp thì được đến từ Shimano Soza hết rồi. Hai đĩa trước và 9 tầng díp ở phía đằng sau. Con này thì líp của nó cũng là líp của Shimano luôn đâu nhá. Đó, full group Shimano. Và cái đùm của nó cũng thế. Đây, chị cho em xem. Cái đùm của nó cũng là đùm của Shimano luôn. Cọc yên thì được thiết kế dạng tròn rồi và được chính hãng đến từ nhà Chevro. Có tem chốt Nhật đây. Bản này thì hiện tại chị đang đưa tới cho mọi người với mức giá sẽ là 11 triệu. Còn bản xe Sava X9 G7000 này thì giá của nó sẽ là 15.990.000. Em xem một trong hai mẫu xe này ưng mẫu nào thì có thể là ủng hộ chị với bản đó em ơi.
Còn đây cực kỳ nhẹ thì con thấy đó là carbon rồi, trọng lượng xe con đấy chỉ có 9kg thôi. Nhẹ nhờ chị nhờ. Quá nhẹ luôn, tôi chỉ đặt được có hai món của Shimano 1.5 giờ. Còn bốn màu, có màu trắng với màu này thế này, đen đỏ đó chị. Đúng rồi, màu trắng này, màu xanh này, với lại màu ghi và màu đỏ em nhé, bốn màu. Chị lấy luôn cho em màu này đi. Lấy cái này chưa? Em lấy con này. Em chị lấy màu trắng cho nó chị chung nhé. Con này thì giá có sẽ là 15.990.000. Vâng, em chuyển khoản đúng không? Đúng rồi. Thì ưu đãi em nhé, em đến nhà mua thì thứ nhất là chị sẽ giảm cho em cái tiền phí vận chuyển là một này. Đó, thứ hai là chị tặng em quà tặng tặng kèm sẽ bao gồm đó là đèn led siêu sáng, đèn hậu xịn cộng bình nước, bộ lục lăng và tặng em là một chiếc giá để xe này. À, đây là ưu đãi cho em. Ngoài ra thì cái chế độ bảo hành như nào chị? Bàn này thì không sườn, bọn chị sẽ bảo hành cho em là 5 năm vì nó là không carbon. Đối với không carbon chỉ bảo hành cho mình là 5 năm, bộ chủ động thì sẽ bảo hành cho mình là 1 năm em nhé. Đến nhà thì thứ nhất là chị giảm tiền phí vận chuyển này, thứ hai là tặng quà tặng như bình thường và bảo hành như công ty, thì em yên tâm. Thế thì đây chị gói vào cho em. Okay, mình tháo ra để cho em cho vào thùng đấy. Cái này thì lát nữa chị sẽ bảo cho bên chị là sẽ tháo ra, tháo bánh trước cho em. Ra để em về nhà em cho thùng nó gọn vào. Về nhà em bắt phúc chị cái bánh trước là một nhé. Còn cậu Yên chị sẽ, nếu như bác khách ở xa thì chị tháo cậu Yên ra. Còn em ở gần thì chị sẽ để nguyên cậu Yên như này. Bác nào có nhu cầu muốn mua xe nhé, có trên kênh có nhu cầu muốn mua xe thì hãy nhớ liên hệ cho em số điện thoại em để có phải màn hình để tư vấn báo giá cũng như đồng cách nhanh chóng và thành công. Và bây giờ thì chị mời em xuống kho để bạn kỹ thuật viên bên chị sẽ căn chỉnh lại cho em, sau đó sẽ đóng gói cho em nhé. Ok em nhé, sau đó em sẽ vào trong văn phòng vất vả và chuyển khoản giúp chị. Vâng ạ, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở trong những video tiếp theo. Bác nào có nhu cầu mua xe hãy nhớ nhé liên hệ cho bên em để tư vấn báo giá cũng như đồng cách nhanh chóng và thành công. Và xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Cảm ơn em đã đến đây ủng hộ chị, cảm ơn em rất là nhiều.